Anh cắt giùm em quả đầu anh. Giùm em quả đầu để em biết. Điều gái. Ok. Anh có nghe gáp không? Hay là nghe em gáp đi, anh sẽ biết em cắt kiểu gì liền. Thôi. Giúp em mở cục biết cái này. Anh trai ơi, anh trai cắt giùm em lại cái máy để em đi cô gái không của bà ma nhà ở làng bên. Giờ anh cắt tóc em làm sao tới gái nhìn vô là nó mến, chứ bữa giờ em để chú này cho gái nó không chịu lên. Cứ giờ như vậy anh cắt xác gọn gàng cho em, rồi em sẽ qua nhà mà giờ em dẫn con bả đi ăn kem. Chờ em vô hẻm rồi em sẽ cho ăn kem chuối, cho nó kẻ chứ giờ nói thiệt không có 1.000 dính túi. Anh ơi, cắt tóc xong xin cho em thiếu, rồi ngày mai em sẽ nhất định dắt anh đi ăn cái bún riêu. Bên bà tám có bán bún bò, có bán luôn cả hủ tiếu. Nếu mà anh thích em sẽ dắt anh đi ăn từ sáng tới chiều. Anh ơi là anh cắt làm sao cho nó hèn, để khi em đi gặp gái nó nhìn em là nó khen. Anh đây là anh cắt làm sao cho nó men. Thôi xin anh giúp em lần này, xin chân thành em cảm ơn. Anh em tấm hai cà ba và xóm không mong ở trong đường Nguyễn Hữu Cầu. Nếu mày nói tính với tụi tao, tao tặng cho quả đồng. Nhìn cho thiệt ngầu, mấy em gái nhìn phải thích. Gái nó tự bu vô thì đéo còn đến chút em mày phải nhất. Anh em tấm hai cà ba và xóm không mong đường Nguyễn Hữu Cầu. Nếu mày mới đến với tụi tao, tao tặng cho quả đồng. Nhìn cho thiệt ngầu, mấy em gái nhìn phải thích. Gái nó tự bu vô thì đéo còn đến chút em mày phải nhất. Yeah. Sao anh đâu cắt chỗ đó đâu mình. Chuẩn bị vô cái đầu của mày anh nói lấy cái tô úp lên đó cho anh. Còn hai bay anh khỏi cấn cử anh ủi. Anh ủi tránh mấy hai bay. Anh nói cho mày biết anh đi cắt cho bao nhiêu thằng đi cô gái gầm cầm hả? Chứ đó, sao ngồi sau đó. Nếu mày thích thì anh làm cho mày quá đầu đi cô gái. Bảo đảm với mày hôm nay sẽ có em nhiều em theo mày. Mày cứ tin anh cắt cho mấy cái là thằng rồi. Làm sao cho nó men. Để khi em đi gặp gái nó nhìn em là nó khen. Anh đây là anh cắt làm sao cho nó men. Thôi xin anh giúp em lần này, xin chân thành em cảm ơn. Anh em tấm hai cà ba coi sót hút môn ở trong đồng Nguyễn Hữu Cầu. Nếu mày mới đến với tụi tao, tao tặng cho quả đầu. Nhìn cho thiệt ngầu, mấy em gái nhìn phải thích. Gái nó tự bu vô thì đéo cùng đến chú em mày phải nhất. Anh em tấm hai cà ba coi sót hút môn đồng Nguyễn Hữu Cầu. Nếu mày mới đến với tụi tao, tao tặng cho quả đầu. Nhìn cho thiệt ngầu, mấy em gái nhìn phải thích. Gái nó tự bu vô thì đéo cùng đến chú em mày phải nhất. Yeah. Thôi từ từ anh, em suy nghĩ lại. Thôi anh nghĩ đầu em để vậy được á, chắc em không cắt nữa đâu. Thôi em về giờ má em kêu. Anh ơi.